Hey, chào tất cả các bạn ha, chào mừng tất cả các bạn đã quay lại kênh Duy Khánh nha. Nay mình về được ít ống cứu hỏa, ống dây, ống cứu hỏa, ống nước để cho anh em làm cho mấy cái bơm cứu hỏa hoặc là về bơm nước ruộng vườn là cũng ok ha. Thì giới thiệu sơ sơ anh em, thì trên đây mình có 3 size ống nha. Size đầu tiên là size 40 nha anh em. 40 thì mình có cũng rất là nhiều, khoảng 130 cuộn. Đó, mình cứ trồng gì là 10 cuộn. Đây 40 nhân 15 mét ngược luôn rồi. Đây anh em ha, này của vua coi vậy nè. Đó, mấy con này là áp lên tới khỏe lắm nha anh em, 15 đến 33 lần, nên anh em tưới rồi tiêu rồi thoải mái. Mấy ống này là như mới chưa xài luôn anh em ơi. Nè, nghe bên trong là ok hết. Đó là một lớp thôi, ở đây còn rất là nhiều lớp đây. Đó. Này mình mới soạn ra hai bao mình cuột lên hết rồi đó. Anh em thấy bên trong xanh nè. 40 nhân 15 đó, ghê nè. 40 15. Đây. Nha. Em thấy không? 40 15. Cái này của Yamato. Đó. Đó thì cứ trồng gì là 10 cuộn. Trồng cứ trồng 10 cuộn 10 cuộn anh em. À, này là của Rocket nha. Đó, Rocket 1 giờ luôn nè. Phải chơi anh em. Nè, 40 15 ha. Rất là đẹp, mấy con này là mới chưa xài anh em. Đó. Rocket nha kìa, đó. Trồng rất là nhiều. Đó thì giờ mình sẽ vô bao. Vô bao cứ bao trồng 10 cuộn, anh em nào mà lấy 10 cuộn thì mình gỡ con bao vậy thôi. Ha, tại mình bán cái này cũng lâu đời rồi, nhiều rồi ha. Nay về được ít. Thực tế nó cũng lâu lâu về đợt anh em. Như đây nó khoảng mấy trăm ký, 700-800 ký. Đó. 40 15. Rồi, tiếp theo cái size thứ hai mình muốn giới thiệu với anh em là size ống 50. À quên nữa báo giá anh em ha. Ống này là anh em nào mua thì 300.000 cuộn nha anh em. Ha. Cứ 300.000 cuộn ha. Chục cuộn thì 300.000 cuộn ha. Đó. 300.000 cuộn tính tới. Đó. À, điểm số lượng thôi. Cạn cuộn 15 mét, anh em mà có cái vườn nào anh em muốn bơm nó 150 mét thì mua chục cuộn là ra được 150 mét anh em ha. Đó. Rồi. Đó, xe ống thứ hai anh em. Xe ống thứ hai thì mình có khoảng 22 ống thôi, không có nhiều anh em. Điểm kỹ rồi, có 2 ống thôi ha. 50 nhân 20 mét. Đó. 50 nhân 20 mét. Ống này ống ren ha. Dặn ren đầu đực đầu cái thì nối nhau được hết nha nè. Đó, lấy cái đầu này dặn ra cái đầu này là được hai ống này được 40 mét nè. Đó ha. 40 mét hai cuộn ha. Thì mình có hai cuộn thôi, thì cuộn này mình bán 600.000 cuộn nha anh em. Hai cuộn đó, có hai cuộn duy nhất à. Còn lại ống 65 thì còn đường ít, anh em nào mua về bán thì alo em, hay mua lẻ mình vẫn bán lẻ ha. Thì anh em alo em báo giá chi tiết nha. Còn anh em nào mua về bán thì mua hết luôn. Nó có cuộn một chồng gì 5 cuộn anh em, 5 10 15 20 25 30 35 40 khoảng 45 cuộn anh em ha. Thì đây mình có hai loại đầu nha anh em, một cái là đầu nó nhanh ha. Đây lấy cái đầu nó nhanh này test luôn, đầu nó nhanh có ống nhỏ nè. Đây, có hai loại đầu. Một đầu là đầu nó nhanh vậy anh em. Đó. Cứ anh em thao tác gì thôi. Đó là nó nhanh ha. Đó là loại thứ nhất. Nó nhanh này thì có nhiều ha anh em, khoảng 40-50 cuộn. Còn nói ren thì còn khoảng 15-20 cuộn, nó phân nửa đó anh em ơi. Đó, nói ren đây, nói ren này là đúng với cái ren của mấy con ống mà cứu quả, mấy bơm cứu quả là 65 luôn nha anh em. Đó, như cái đầu này nè, đó, nó như gì, ha, đầu nó đầu thao gì nè. Anh em dặn đúng vô máy cứu quả luôn, rồi mình dặn thử cho anh em xem ha. Anh em nào mua máy cứu quả, mua dây bên mình có luôn nha anh em. Đó, xong anh em dặn như gì. Rồi cái đầu nối với nhau thì đầu cái đầu đực này đó, đầu đực đầu cái cứ nối với nhau vậy thôi. Cái cổ này là cổ sống đó, anh em cứ quay siết thoải mái ha. Đó, số lượng đây, máy này là cũng mới chưa xài anh em, để chắc nó để bị nước hay sao, nó hơi nhìn nó hơi xấu ha. Nhưng mà thực tế ống này đẹp nha anh em, mới chưa xài hết, ngon lắm nha. Ở trong cao su nó còn xanh mà nó không có mục nha anh em. Đó, rất là ok luôn. Mấy này thì em bán cũng nhiều rồi, anh em nào mà xài biết ha, rất là ok luôn. Rồi bây giờ mình test thử cái đầu này cho anh em xem ha. Gắn vô thử cho anh em xem nè. Đó, cái đầu gì nè. Cái đầu ghen á. Đây, anh em dặn vô máy cứu quả nè. Đây có máy cứu quả nè ha. Dặn là đúng ghen luôn ha. Đó.
mà không chảy nước luôn nha anh em, tại trong nó có cao su rồi anh em siết là gì thôi đó. Đây là cái cổ dê 60 đó anh em, có nhà có ống sẵn thì mua cái cụm này về, có cái máy sẵn thì mua cụm này về thì gắn vô luôn ha. Đó, gắn vô luôn, quốc ống 60 vô đây chùm cái siết cổ dê lại là xong, hay là bơm thôi đó nha, rất là ok nha nè. Và anh em lưu ý cái đầu này nè, đó ha, có ron hết, kính mít ha, nói là không bị giấy luôn đó. Thì hôm nay em về được số lượng ít gì đó ha, anh em nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp em, số điện thoại là 0908875468 hoặc là 0344301372 ha. Thì em báo giá lại ha, 40 là 300.000 cuộn, cứ bao nhiêu cuộn thì điểm lên, còn 50 thì chỉ có 2 cuộn thôi, 600.000 cuộn, còn 65 thì anh em nào muốn mua về bán hay mua gì đó thì cứ alo em ha. Rồi ok, chào tạm biệt anh em ha, chúc anh em có một ngày thật là vui vẻ bên gia đình và người thân. Đừng quên để lại cho Khánh một lượt like, một lượt đăng ký kênh, một lượt chia sẻ video nha. Rồi cảm ơn, chào tạm biệt anh em nha.